Đây là chiếc xe thu gom xử lý rác ở sân trường mà ông Phan Hữu Tùng, là hiệu trưởng trường tiểu học số 1 Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, mày mò sáng chế sau gần một tuần bắt tay thực hiện. Trợ thủ của thầy Tùng là một vị phụ huynh của học sinh trong trường vốn là thợ gò hàn. Dù hình thức mẫu mã chưa được hoàn mỹ, nhưng khi chiếc xe lăn bánh đã khá hữu dụng, nó có thể là chiến binh gom rác trong sân trường, chẳng thua kém so với những chiến binh cùng loại đã và đang có trên thị trường với giá từ 5 đến 7 triệu đồng. Đây là một chiếc xe mà cũng cấu tạo rất là đơn giản, nó có chức năng là vừa quét mà vừa gom rác. Thì để mà nó quét và gom rác được thì nó sẽ thông qua một cái chổi quét hất lên một cái băng chuyền. Từ cái băng chuyền này sẽ đưa rác đổ vào thùng rác. Và thì nó chỉ có đơn giản như thế. Một trong những yếu tố thú vị của chiếc xe này là người chế tạo đã tận dụng được các bộ phận như bánh xe đạp, sên dĩa, xích líp xe máy, tôn, bạt đã qua sử dụng để chế tạo nên, chi phí làm ra chiếc máy này chưa đến 1 triệu đồng. Nhờ vào hệ thống chổi quét liên kết với trục quay và băng tải cùng thùng chứa to giúp người sử dụng gom được nhiều rác, đồng thời quét sạch cả bụi, đất bám trên mặt sân. Xe này là rất là khỏe, đẩy rất là nhanh, túi thì yếu mà đẩy rất là thuận tiện. Thì bước đầu thì cơ bản là đạt được cái hiệu quả là quét rác rất là khá tốt. Tuy nhiên chúng tôi cũng mong muốn là sẽ cải tiến hơn nữa để cho quét rác được lượng rác sẽ vô được nhiều hơn và giúp thì lâu công sẽ thực hiện được cái tốt hơn, hiệu quả hơn.